Hello, xin chào anh ha. Thì bây giờ em sẽ review cái bộ Sure OLX P4 và đầu Beta 87A cho anh ha. Bộ này hàng tuyển chọn đẹp keng xà beng nha. Đây, mình xem đồ thu đây ha. Hàng cũng rất là đẹp nha. Đó, đồ thu. Đồ thu đẹp keng xà beng. Tai mic cũng tương tự ha. Đầu Beta 87A ha. Nói chung là tai mic còn đẹp xuất sắc nha. Đó. Đây. Củ mic cũng rất là đẹp này. Lưới sáng bóng ha. Sạch trơn nha. Đó. Tuy nhiên dòng này thì là Made in USA rồi nha. Made in Mexico nha. Đây. Dòng dưới cùng ha. Được lắp ráp ở Mexico. Em tháo cái chụp mic nhưng mà tai này là hơi khó tháo một chút. Đây, củ mic đây ha, củ Beta 87A đẹp keng xà beng nha. Rồi. Chung tất cả đều rất là đẹp nha. Đây, đây mặt sau của thủ đây ha. Đẹp keng. Phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm là adapter ha, jack sau ly chống lăn và một bộ pin sạc. Giá của bộ này là 12 triệu các bác ha. Rồi, các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Cảm ơn các bạn.